chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy in mạo vật công nghiệp của hãng Vin. Thì đây là một chiếc máy được coi là siêu phẩm của hãng Vin, nó có độ phân giải tới 600 dpi, mà trên các thị trường hiện tại ở Việt Nam thì rất ít các dòng máy có độ phân giải cao đến như vậy. Thì hôm nay trong video này em sẽ tiến hành lập hộp mở cho mọi người xem về hình dáng bên ngoài, kích thước cũng như giới thiệu cho mọi người một số tính năng cũng như là cấu hình của máy. Tiếp theo em sẽ in thử cho mọi người xem về cái khả năng in và độ sắc nét của máy để mọi người có thể là nhìn thấy tận mắt để có thể để đánh giá nó cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Bây giờ em sẽ tiến hành mở hộp máy ra cho mọi người cùng xem các phụ kiện bên trong cũng như là hình dáng của nó. Đây là chiếc máy in có model đó là 4024PIM. Đây là một dòng nâng cấp hơn so với dòng Rin 4012. Đây mọi người có thể xem nè. Đây được hàng gửi từ hãng Autonic. Đây là một hãng tự động hóa rất nổi tiếng của Nhật Bản gửi tới hãng công ty em nha. 30 đẳng văn ngữ Phú Nhuận nè, Hồ Chí Minh nè. Gửi hàng ở bên Nhật Bản qua. Máy hãng Rin là một hãng sản xuất những chiếc máy bảo vật. Đây là một chiếc con của Autonic. Autonic là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở Nhật Bản cũng như là trên thế giới. Máy được bao bọc rất là kỹ nhé, để em mở ra. Các bạn có thể thấy là phụ kiện đi kèm của máy đó là sợi dây nguồn nha mọi người, dây nguồn tương đối dài. Đây, rồi em sẽ mở ra bên trong máy. Đây, này em có nói là máy được bao bọc cũng khá là nhiều đó, kỹ. Bọc là những cái miếng trong sắt, bọc những miếng trong sắt xung quanh để trong quá trình vận chuyển hay là gì, nó có thể được đảm bảo an toàn hơn. Chiếc máy này vừa về đến Việt Nam là em đã đập cuộc vui cho mọi người cùng để giới thiệu cho mọi người cùng xem. Vì sao em nói chiếc máy này là bản nâng cấp của máy Rin 4012 PIM cộng? Tại vì là mọi người có thể thấy là hình dáng xung quanh của máy là tương đối giống với chiếc máy Rin 4012, nhưng độ phân giải của nó gấp đôi, đó là 600 dpi. Đây là một độ phân giải rất lớn, thành ra có thể in được những chữ nhỏ và sắc nét hơn nhiều. Đối với những công ty hoặc mình cần những cái màu in sắc nét và đẹp hơn. Đặc biệt thì mọi người có thể thấy là máy xung quanh máy là làm hoàn toàn là hầu như là bằng kim loại, hầu như toàn bộ các thành phần là bằng kim loại nhé. Đây thì thành ra là trong cái môi trường công nghiệp hoặc là trong môi trường bụi bẩn hoặc là va đập thì máy có thể là bảo quản được tốt hơn. Đây mọi người có thể xem, từ những cái trục giấy, trục mực xung quanh thì nó sử dụng bằng nhựa thôi. Còn lại đây là một chiếc máy sản xuất 100% từ Nhật Bản. Thì máy Rin 4024 có cổng giao tiếp đó là cổng USB và cổng R232. Thì đây là hai cổng rất quen thuộc của hãng Rin. Còn phía sau này đây là cái thùng cắm nguồn, cắm nguồn điện trực tiếp, phía trong là có manh nguồn xử lý. Đây, mọi người có thể thấy thông tin của máy ở đây. Đây, Rin 4024PIM. Độ rộng đầu in của máy và được giữ nguyên đó là 4 in. Tốc độ in của nó cũng rất là lớn, lên đến là 4 in trên giây tương đương với 100mm, 152mm trên 1 giây. Khả năng in. Đây, cái khổ giấy của nó có thể, độ rộng khổ giấy có thể là để được là một giấy 100m. Còn cái của để mực thì nó có thể để được là 300m. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về độ sắc nét của chiếc máy Rin 4024PIM này của hãng Rin đến từ Nhật Bản nha. Thì em sẽ bấm in cho mọi người xem ha. Thì đây là file tem em đã thiết kế nè. Mọi người có thể xem này. Tốc độ in của máy cũng tương đối. Tại vì các dòng máy in độ phân giải càng cao thì tốc độ in nó càng chậm, nhưng đối với máy Rin thì mọi người có thể thấy là tốc độ in cũng tương đối khá là nhanh. Em đang in với tốc độ là gần 3 in trên 1 giây, 2 mấy in. Đây thì để lúc mà nó dừng thì để cho mọi người xem kỹ hơn về cái độ nét của chữ. Đây mọi người có thể thấy là những cái chữ này đang rất là nhỏ, font chữ của nó là tới là 4 này, mà nhưng vẫn in rất là nét này. Những font chữ này lớn hơn in đầm in nghiêng, em đã in những mã vạch lớn nhỏ này, data matrix hay là 1D mã 2D QR code để có thể để tất cả đều có thể in được nhé. Mọi người có thấy là máy là in rất là sắc nét nè. Đó, mọi người có thể xem tận mắt để có thể đánh giá được cái chất lượng in của máy. Còn về độ bền của máy thì đây là một trong những chiếc máy in có độ bền là
công nghiệp có độ bền tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay ha. Tại vì tất cả các linh kiện và công nghệ đến từ Nhật Bản, và Nhật Bản thì mọi người biết là chất lượng của các công ty của Nhật Bản rất là tốt. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người cũng như là cho mọi người xem sơ qua về hình dáng bên ngoài cũng như là in thử cho mọi người xem về khả năng in cũng như là độ sắc nét của chiếc máy in 4024 của hãng Rin này. Mọi người có thể có những cái đánh giá và những sự lựa chọn thiết thực hơn và có thể rõ ràng hơn để mình lựa chọn những chiếc máy phù hợp đối với cơ quan hoặc là công ty mình. Nếu mọi người cần tư vấn thêm, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioibảovat.com để nhân viên Thế Giới Bảo Vật tư vấn thêm. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.